loạt sao Việt lên tiếng bênh vực Lê Dương Bảo Lâm khi bị chỉ trích dàn cảnh phát cơm để PR. Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip được cho là diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm bị hành hung khi đi phát cơm tại cổng bệnh viện. Theo đó, khi anh và vợ đang đứng đưa từng hộp cơm cho những người đến nhận, thì bị vài thanh niên bịt khẩu trang đến hăm dọa đuổi đi và đánh. Trong clip, anh không chống trả hay chửi bới gì cả, mặc kệ bị tấn công, còn vợ anh chỉ kịp la lên, phát cơm ở đây nó không cho, làm gì đánh người ta vậy? Vào tối ngày 10 tháng 6, Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng về vụ việc này. Anh khẳng định bản thân không đem danh dự của mình ra để làm như thế. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc và lên tiếng bênh vực Lê Dương Bảo Lâm. Không chỉ vậy, rất nhiều anh chị em nghệ sĩ đã lên tiếng chia sẻ và động viên nam diễn viên. MC Nguyên Khang bình luận: "Nhân câu chuyện của Lê Dương Bảo Lâm khi phát cơm, mình thực sự trân quý và ngưỡng mộ tấm lòng bạn dành cho người nghèo. Cho đi là hạnh phúc, chỉ thiết nghĩ sẽ không an toàn nếu Lâm tiếp tục phát cơm như vậy trước cổng bệnh viện. Phần sẽ bị hăm dọa và đánh tiếp tục, phần thì sẽ làm tắc nghẽn giao thông khu vực có mật độ xe lưu thông cao. Anh nghĩ Lâm nên liên hệ với văn phòng hội từ thiện của bệnh viện, xin phép được vào phát cơm, đăng ký bao nhiêu suất, phát chủ yếu cho bệnh nhân hay người nhà, và em sẽ được cho phép phát trong khuôn viên bệnh viện. Như vậy nó sẽ đến tận tay người được phát hơn là những phần cơm này đôi khi bị giành giật bởi những người chưa thực sự cần nó, hơn những người nhà nuôi bệnh hay bệnh nhân. Thêm nữa, sự an toàn của em, vợ em và em được đặt lên hàng đầu. Lòng tốt là rất đáng trân quý, nhưng nếu không may em bị thương vì lòng tốt của mình, ai sẽ đòi lại công bằng cho em? Lâm ơi, lời cuối, cảm ơn em vì tình cảm em dành cho những người bệnh nhân ung thư đang giành giật sự sống từ tử thần. Trân quý em." Phía bên dưới phần bình luận, rất nhiều sao Việt đã bênh vực Lê Dương Bảo Lâm. Khả Như chia sẻ: "Chị thương em." Quang Trung viết: "Em mong anh luôn mạnh mẽ và gia đình luôn bình an." Võ Đăng Khoa chia sẻ: "Tới nay đọc cái này, em mới tìm hiểu mới biết. Anh giữ sức khỏe anh ơi, cứ làm gì mình thấy đúng nha anh." MC Miko Lan Trinh cũng cho biết: "Thương anh Lâm và gia đình, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người. Còn những điều tiêu cực xấu xa hãy tránh xa ra." Nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự bức xúc lên tiếng bênh vực Lê Dương Bảo Lâm. Những phần cơm được vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm chuẩn bị mang đến phát cho người nghèo đang phải chữa bệnh. Người hâm mộ và bạn bè đồng nghiệp cũng khuyên Lê Dương Bảo Lâm nhờ công an để điều tra làm rõ, để đảm bảo cho cuộc sống sau này.